Real Madrid chốt giá 60 triệu euro, MU ký hợp đồng 4 năm với Casemiro. Casemiro đã đồng ý gia nhập MU theo bản hợp đồng 4 năm và Real Madrid cũng chấp nhận bán tiền vệ người Brazil với mức giá 60 triệu euro. Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ, MU đã chiêu mộ thành công Casemiro và chỉ còn chờ hoàn tất các thủ tục cuối cùng trước khi chính thức công bố thương vụ bom tấn này. Real Madrid đã chấp nhận lời đề nghị trị giá 60 triệu euro của MU, kèm theo đó là 10 triệu euro biến phí tùy theo thành tích thi đấu của Casemiro. Tiền vệ người Brazil cũng đã nói lời chia tay với các đồng đội ở sân Bernabeu và sẽ bay sang Anh để kiểm tra y tế vào cuối tuần này. Hiện tại, MU và Casemiro đã thống nhất các điều khoản cá nhân. Dự kiến, đôi bên sẽ ký hợp đồng 4 năm kèm theo điều khoản gia hạn 1 năm. Mức lương của Casemiro tại sân Old Trafford sẽ rơi vào khoảng 350.000 đến 400.000 euro trên tuần. Bên cạnh Fabrizio Romano, huấn luyện viên Carlo Ancelotti cũng xác nhận Casemiro sắp sửa chuyển tới MU. Vị thuyền trưởng Real Madrid cho biết, Casemiro đã nói với mình rằng muốn ra đi tìm kiếm thử thách mới. Tuy nhiên, Casemiro sẽ không kịp hoàn tất các thủ tục để ra mắt đội bóng mới ở trận đại chiến với Liverpool vào rạng sáng ngày 23 tháng 8 tới. Nhiều khả năng, tiền vệ 30 tuổi sẽ ra mắt MU trong chuyến làm khách trên sân Southampton ở vòng 4 ngoại hạng Anh diễn ra vào tối ngày 27 tháng 8.